Từ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Sau đây là mục điểm tin và bình luận chiều ngày thứ ba mùng 4 tháng 8 năm 2020. Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Peru của Lebanon khiến cho tối thiểu là 25 người bị thiệt mạng và số người bị thương có thể trên 2.500 người. Cho tới giờ phút này chưa ai biết nguyên nhân của vụ nổ. Trong khi đó thì các hãng thông tấn quốc tế cho biết là các bệnh viện tại thủ đô Peru tràn ngập số người bị thương được chuyển vào bệnh viện chữa trị và một số tòa công thự đã bị sụp đổ. Bộ trưởng nội vụ của Lebanon nói rằng cái nơi xảy ra vụ nổ là một cái khu vực có nhiều nhà dân mà có chứa nhiều chất cháy. Những người mà sống cách cái trung tâm của vụ nổ vào khoảng 240 cây số tức là 150 dặm về phía đảo Cyprus và nằm trong khu vực địa trung hải tức là Mediterranean người ta cũng nghe thấy và cảm nhận được cái sự chấn động của vụ nổ này. Thưa quý khán giả, vụ nổ này diễn ra trong cái bối cảnh mà Lebanon đang phải trải qua cái tình trạng kinh tế gần như là bị suy sụp. Ngoài ra về căng thẳng chính trị thì có một cái vụ án sắp được xử vào thứ sáu tuần tới do Liên Hiệp Quốc phán quyết về một cái vụ sát hại cựu Thủ tướng Lebanon là Rafid Hariri hồi năm 2005. Bốn nghi can sẽ phải ra trước tòa để nhận án vì can cái tội là giết chết ông Harari bằng một chiếc xe bom tự sát. Trong khi đó thì Thủ tướng của Lebanon là Hassan Diab nói rằng đây là một cái thảm họa cho xứ sở Lebanon và nếu mà có kẻ nào chủ mưu vụ nở này thì chắc chắn là an ninh của Lebanon sẽ bắt những kẻ đó ra trả lời trước công lý. Còn Tổng thống của Lebanon là Michel Aoun thì đã vội vàng triệu tập một phiên họp của Hội đồng Nội các để đối phó với tình hình. Tại Hoa Kỳ, thì trận báo nhiệt đới Isaac đã gây mất điện cho khoảng gần 3 triệu căn nhà nằm dọc theo cái vùng uh, duyên hải của các tiểu bang phía Đông Bắc và đe dọa trên 100.000 người dân sống tại Washington, New York City và Boston. Sức gió tại New York City rất là mạnh, có lúc lên tới 70 dặm một giờ. Trong khi đó thì tại North Carolina tối thiểu đã có hai người bị thiệt mạng. Và tại tiểu bang New Jersey thì toàn bộ những phương tiện di chuyển công cộng đã tạm thời bị ngưng lại. Chắc chắn là trong những ngày sắp tới cập nhật về cái tin của báo As uh, cái trận báo này đó uh, chúng ta có thể biết thêm về cái mức độ thiệt hại về nhân mạng nếu có và về mặt kinh tế cho các tiểu bang vùng miền đông của nước Mỹ. Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết là đã có một cái phiên họp giữa bốn vị người thứ nhất là nghị sĩ uh, dân chủ là ông Chuck Schumer là lãnh đạo uh, phe thiểu số của thượng viện, chủ tịch của hạ viện Hoa Kỳ là dân biểu đảng dân chủ Nancy Pelosi, ông uh, Bộ trưởng Tài chính của chính phủ Hoa Kỳ là Steven Mnuchin và tránh văn phòng tòa bạch ốc là Mark Meadows liên quan đến vấn đề là tiền cứu trợ đợt 2 cho dân chúng Hoa Kỳ. Ngay sau buổi họp sáng ngày hôm nay, thì ông nghị sĩ Chuck Schumer nói với báo chí rằng mặc dù là đôi bên tức là phía dân chủ và phía chính phủ Mỹ có những um, bất đồng, tuy nhiên ha, các bên tham dự buổi họp đều đồng ý rằng buổi họp có tiến triển và đang đi đúng hướng. Cái sự khác biệt của hai phía theo như là ông Chuck Schumer là cái mức độ ưu tiên cho những lĩnh vực nào cần cứu trợ và cái số tiền cứu trợ là bao nhiêu. Thưa quý vị, buổi họp sẽ được tái tục vào chiều ngày hôm nay tính theo giờ tại vùng Washington DC mà không có sự tham dự của những nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Bởi vì phía Đảng Cộng Hòa của ông Mitch McConnell nói rất rõ, họ đã đưa ra cái đề nghị là trợ cấp cho những người thất nghiệp 600 Mỹ Kim một tuần lễ và bây giờ giao cái quyền thương lượng lại cho phía bên hành pháp của Tổng thống Donald Trump. Phía đảng Cộng Hòa thì nói rằng bây giờ cái vấn đề còn lại đó là phải thương lượng thì xem cho bao nhiêu những người thất nghiệp tại nước Mỹ. Phía Dân Chủ thì muốn là giữ nguyên số tiền 600 đồng như đợt cứu trợ thứ nhất. Còn phía Cộng Hòa muốn là chỉ có 200 đô la một tuần mà thôi. Một số vấn đề khác cũng cần đôi bên phải thương thảo đó là cái trách nhiệm khi mà bắt các cơ sở mở cửa lại đó thì họ có bị kiện cáo hay không? có vấn đề tài trợ cho những trường học mở cửa vào mùa thu sắp tới, cũng như cái việc tài trợ để cho chính quyền các tiểu bang và thành phố bảo vệ trong cái mùa bầu cử ngày mùng 3 tháng 11 sắp tới. Đó là phần tin chiều nay và sau đây là phần bình luận. Chúng tôi chọn chủ đề mục bình luận ngày hôm nay là mở cửa trường và mang khẩu trang giữa hai đại dịch. Đại dịch coronavirus 2020 và Spanish flu 1918. Thưa quý vị, trước hết là chúng ta uh, sẽ nói chuyện về vấn đề tại sao là gọi là Spanish flu, cái điều đó có đúng hay không? Đây là một cái đại dịch mà xảy ra vào mùa thu năm 1918, lúc đó là bối cảnh thế giới sắp sửa chấm dứt trận đại nhất thế chiến. Chúng ta biết là đại nhất thế chiến bắt đầu từ năm 1914 và kết thúc vào tháng 11 năm 1918. Thì cái đại dịch này đã xảy ra vào tháng 5 năm 1918. Và lúc đó thì đại dịch đã ảnh hưởng trên toàn thế giới và cái số người bị thiệt mạng theo thống kê có thể lên tới 50 triệu người và riêng tại nước Mỹ là 675.000 người chết. Đại dịch không trừ một khu vực nào cả từ nước Mỹ qua tới lục địa Âu Châu, qua tới cái vùng Green Island và cả cái vùng Đại Tây Dương nữa. Và một trong những người mà đã bị uh, lây nhiễm cái đại dịch 1918 đó là tổng thống của Hoa Kỳ lúc đó là ông Woodrow Wilson, nhưng mà ông đã hồi phục sức khỏe. Thế cái bị cái đại dịch xảy ra đó thì nó có một chuyện như thế này là lúc đó đó, trong lúc mà đệ nhất thế chiến ấy, thì Tây Ban Nha là một trong vài quốc gia thế Âu châu giữ một cái lập trường trung lập tức là không nghiêng về một phía nào cả. Thành thử ra trong lúc các quốc gia tham chiến ấy thì Tây Ban Nha um, đã được hưởng một cái um, chế độ về tự do báo chí uh, Họ đăng tải tất cả những cái diễn tiến liên quan đến cái đại dịch bùng nổ vào tháng 5 năm 1918 Trong lúc đó thì các nước tham chiến nghĩ rằng Nếu mà loan tiêm cách rộng rãi về đại dịch này Có thể ảnh hưởng cái tinh thần của dân chúng Ảnh hưởng cái tinh thần của binh sĩ trong lúc chiến đấu ngoài mặt trận Cho nên có kiểm soát tin tức được đăng tải trên báo chí thì thưa quý khán giả, trong lúc các nước khác dân chúng không được đọc cái gì đang xảy ra trên đại dịch đó thì dân Tây Ban Nha họ biết rất rành. Và chính vì lý do đó cho nên đọc báo chí Tây Ban Nha cái thời 1918 tháng 5 đó, người ta sẽ thấy rằng đại dịch nó là làm sao và rất nhiều chi tiết. Chính vì vậy cho nên các quốc gia khác và đặc biệt là dân chúng tại Hoa Kỳ dùng cái chữ Spanish Flu bởi vì họ nghĩ rằng nó phát xuất từ Tây Ban Nha và thậm chí có người Mỹ còn gọi là Spanish Lady nữa nhưng đây là vấn đề lúc đó thì dân Tây Ban Nha đó họ đưa ra một cái giả thuyết Họ bảo cái đại dịch này đến từ nước Pháp chứ không phải là nước Tây Ban Nha thành thử ra trong danh sưng uh, của những cái bài viết về trận dịch 1918 người ta có hai cái chỉ uh, cách gọi tên Spanish Flu hoặc là French Flu thêm một chi tiết nữa À, khi mà đại dịch 2020 xảy ra thì um, tổng thống donald trump đã vài lần gọi là china virus, Kung flu virus, vũ hán virus thì có một số vị uh, dân cử của phía đảng cộng hòa và một số vị dân cử của phía đảng dân chủ chỉ trích tổng thống trump bằng viết mà nói như thế đó thì có thể tạo được một cái ấn tượng mà dẫn tới những hậu quả mang tính kỳ thị trong cái đời sống của dân chúng hoa kỳ bởi vì cái đại dịch nó xảy ra từ Vũ Hán thật, nhưng mà khi gọi là China flu hoặc là con flu ấy, thì nó không nên. Vậy chúng ta thử đặt một câu hỏi. Khi mà chúng ta gọi là Spanish flu, tức là dịch Tây Ban Nha đó, thì cái điều đó có đúng không? Hay là nó lại cũng mang tính cách kỳ thị một cái đất nước, một cái dân tộc mà người ta ngờ rằng cái đại dịch 1918 nó bùng nổ tại Tây Ban Nha. Hoặc là dân Tây Ban Nha thì gọi là French flu có kỳ thì không? Cái đó là vấn đề mà chính trị thôi. Nhưng mà bây giờ trở lại vấn đề là mở cửa trường học và mang khẩu trang. Chúng ta đọc lại những cái tài liệu thì chúng ta sẽ thấy rằng thời đại dịch 1918 và thời đại dịch 20 này có nhiều điểm tương đồng lắm nhưng mà có rất nhiều điểm khác biệt. Đây là một cái tài liệu do một vị giáo sư tên là Mary Betterfield là Clinical Professor of American and New England Study của Boston University viết về cái uh, chính sách của các chính phủ thời 1918 đối với vấn đề mở cửa trường học và mang khẩu trang. Cái điều đầu tiên là giáo sư Mary Bettenfield này khẳng định rằng cái việc hợp tác giữa các trường học, giữa các viên chức địa phương với các chính phủ trung ương và toàn bộ những ngành nghề trong một xã hội đó nó giúp cho cái việc mở cửa trường học diễn ra một cách an toàn chứ không quá lo lắng như người ta tưởng. Cái việc đầu tiên là mãi cho tới năm 1902 thì lúc đó nước Mỹ mới có một cái chính sách của Bộ Giáo dục là mỗi một trường học thì cần một người y tá bởi vì trước đó thì không có. Bởi vì Bộ Giáo dục Mỹ nghĩ rằng nếu mà không có y tá đó, thì thay vì một học sinh bị đau bệnh ở trong trường Phải gửi đứa học sinh đó về nhà không cho trong lớp nữa à, Cầu học sinh hoặc cầu học sinh đó sẽ nhớ trường, nhớ bạn, bà, nhớ bài giảng trong lớp Và đồng thời trong sổ học bạ thì ghi là vắng mặt Cho nên Bộ Giáo dục Mỹ đã mở ra một cái ngành là Nursing for School Tức là những người y tá mà làm việc tại các trường học Thì chỉ trong có 11 năm thôi, từ năm 1902 11 năm sau đó là năm uh, có tổng cộng là 500 y tá làm việc cho các cao county của các quận hạt ở tại nước Mỹ. Thì thưa quý vị, uh, người Phi châu có một câu ngạn ngữ như thế này. It takes a village to raise a child. Chúng tôi làm dịch là cần một sự hợp tác và nỗ lực chung của nhiều thành phần tức là của cả một cái làng đó thì mới có thể giáo dục được một đứa bé, nuôi dạy một đứa bé lớn lên. Đây là cái câu ngạn ngữ của các uh, dân tộc phi châu. Thì cái cuộc nghiên cứu của cái vị giáo sư Mary Bettenfield này cho thấy rằng 43 cái quận hạt ở nước Mỹ vào năm 1918 đã có một cái kế hoạch hợp tác giữa các nhân viên y tế, hợp tác giữa thầy cô và các viên chức chính phủ thì mới có thể thành công trong việc mở cửa trường học trong lúc đại dịch lúc đó vẫn còn lây lan khắp nơi thí dụ tại Milwaukee, Wisconsin, uh, Rochester ở New York chẳng hạn, nhà trường này, nhân viên y tế này, sở cảnh sát này và những tổ chức đại diện cho những cái cộng đồng uh, da màu đó đã hợp tác hết sức chặt chẽ với nhau để họ có thể từng bước một mở cửa trường chứ không phải là một cái việc mở cửa trường theo một cái lệnh từ chính phủ trung ương tại Washington. Thứ hai là tại thành phố Los Angeles Tại miền Nam California Từ thị trường Cho tới ủy viên Bộ Y tế Cảnh sát trường Các vị hiệu trường, các trường trung học Đã hợp tác với nhau Để theo dõi từng bước một Cái số lây nhiễm dịch bệnh Tổ chức những lớp huấn luyện Cho thầy cô giáo Và sáng tạo những cách giảng dạy Cho 90.000 học sinh Làm bài học tại nhà mà không phải tới trường Cái việc mà gọi là study at home đó tức là học lúc đó thì chưa có online, chưa có internet. Nhưng mà học tại nhà đã được đặt ra từ cái thời đại dịch 1918. Tức là thầy cô giáo đó phải cắt cắt cử nhau ra để mà hướng dẫn được 90.000 học sinh học và làm bài tập ngay tại nhà ở thành phố Los Angeles. Theo như lời của giáo sư Mary Bettenfield thì đó là một sự hợp tác tuyệt vời. Khiến cho nhà trường lúc đó mở cửa lại mặc dù đại dịch vẫn còn một cách tốt đẹp. Tại thành phố St. Louis Tiểu bang Missouri. Trong thời gian mà trường đóng cửa đó thì học khu tại uh, St. Louis đưa ra một sáng kiến như thế này. Cảnh sát tại thành phố và các quận hạt được thực tập để trở thành những người lái xe cứu thương. Và thầy cô giáo của các lớp học đó bởi vì trường đóng cửa cho nên làm việc thì những cơ quan y tế để học cách băng bó, cách trích thuốc, cách lấy uh, nhiệt độ vân vân và tất cả những việc thực hành này chỉ nhằm mục đích chuẩn bị cho việc mở cửa trường mà thôi. Bởi vì thưa quý khán giả trong đại dịch uh, 1918 mà chúng ta gọi là Spanish Flu hoặc là French Flu đó thì cái thời gian đóng cửa trường là 4 tháng, tức là 4 tháng trời đó uh, những cảnh sát viên uh, học về lái xe cứu thương cô, cô thầy giáo đi học ngành y tế vân vân tại San Louis và cho thấy rằng khi mở cửa trường lại thì những ngành nghề đó hợp tác với nhau và họ đáp ứng được một cách rất là tốt và không xảy ra những cái vụ tăng cao cái số người lây nhiễm trong cái đại dịch 1918. Và chính phủ của Hoa Kỳ lúc đó đưa ra một cái kế hoạch mở cửa trường, tức là các lớp high school, tức là các bậc trung học mở trước, để đo thử xem cái mức độ lây nhiễm có hay không, và có thì tới đâu. Rồi sau đó với mở cửa trường các lớp nhỏ từ tiểu học cho tới mẫu giáo từ elementary school. 1916, tức là hai năm trước khi xảy ra đại dịch, đó, thì US Bureau of Education đã có một chương trình, họ đưa ra một cái khẩu hiệu như thế này. Giáo dục là quan trọng nhất, tuy nhiên đời sống và sức khỏe của người dân quan trọng hơn. Họ chủ trương là xây thêm những sân chơi cho học sinh để có thể giúp cho học sinh giữ được những khoảng cách xa nhau mặc dù là năm 1916, tức là hai năm sau mới xảy ra đại dịch. Và đã chuẩn bị tổ chức những lớp học ngoài trời. Thành thử ra khi đại dịch xảy ra, đó các trường học của thời năm 1918 họ đã có những lớp học mà cái sự giãn cách xã hội như chúng ta biết ngày hôm nay là 6 feet thì lúc đó đã có những lớp học như thế và tổ chức những sinh hoạt ngoài trời để tránh cho học sinh tập trung nhau quá đông đảo. US Bureau of Education của nước Mỹ còn dùng cái bộ luật trai là Labor Laws giúp cải thiện cho những căn nhà của hàng triệu học sinh nghèo, tức là có uh, không khí thoáng mát hơn, cửa sổ mở rộng rãi hơn vân vân, để tránh cái trường hợp mà nếu xảy ra một đại dịch đó thì cái sự sống túm tụm với nhau trong những căn nhà nghèo nàn đó có thể là một cái ổ tạo ra cái sự lây lan của đại dịch. Tổng thống Hoa Kỳ năm 1919 à, và 18 lúc đó là ông Woodrow Wilson đã đưa ra một cái bộ luật có tên là Child Children Year năm 1918. Trong đó không phải chỉ dạy học sách vở từ chương học trò mà thôi mà còn huấn luyện cho học sinh biết về cái cách bảo vệ sức khỏe của mình và vấn đề ăn uống làm sao cho nó lành mạnh. Khẩu hiệu của trường đó là gì? Large, clean, airy school building, tức là rộng rãi, sạch sẽ và không khí thoáng mát. thì Thưa quý vị kể từ khi đại dịch xảy ra năm 1918, đó, thì cái ngành giáo dục chúng tôi nói lúc nãy là năm 1902 bắt đầu có kế hoạch để đào tạo y tá cho các trường. 11 năm sau thì có 500 y tá cho các trường ở nước Mỹ. thì thưa quý vị tính từ năm 1918 cho tới lúc này đấy ngành giáo dục đã ý thức rất rõ là cái vai trò quan trọng của nhân viên y tế tức là những um, y tá là trong các trường học và đã bỏ tiền thêm để đào tạo. tuy nhiên tính cho tới dạo những năm gần đây đó thì theo thống kê của giáo sư Mary Buttonfield, cái số đào tạo y tá ở nước Mỹ dành cho các trường đã giảm xuống 60%. Và có vào khoảng 25 các trường học hoàn toàn không có một y tá nào cả. Tức là một y tá có thể phải trông quay 3-4 trường trong một học khu, chứ không phải là mỗi một trường một y tá. Và theo cái ước tính, thì để một học khu có thể hoạt động, trong đó có bảo vệ sức khỏe của học trò, có y tá vân vân đấy thì một học khu trung bình sẽ phải bỏ ra một số tiền là 400.000 mỹ tim, mỹ kim để mà tuyển thêm y tá và tổ chức những khóa huấn luyện cho học sinh biết thế nào là những cái sinh hoạt mà cần thiết để mà bảo vệ sức khỏe của mình. Đó là cái bài của giáo sư Mary Bettenfield. Đó là cái chuyện mà xảy ra năm 1918. Về vấn đề những phương pháp mà chính phủ Trung ương lúc đó của của Hoa Kỳ các tiểu bang và các địa phương đã chuẩn bị như thế nào có sự hợp tác chặt chẽ ra sao để có thể mở cửa trường học đúng như cái câu nói của một uh, uh, cái dân tộc ở bên Phi Châu bảo là cần của cả một cái làng đó để có thể đào tạo giáo dục cho một đứa trẻ bây giờ chúng ta nói về lại qua một lĩnh vực khác là cái chuyện mang khẩu trang Bây giờ chúng ta hay nói tới cái loại khẩu trang tối tân như là N95 chẳng hạn. Thì thưa quý vị, vào năm 1918, dân Mỹ không có khẩu trang tối tân như vậy. Thường thường họ chỉ mang những miếng vải trắng và thậm chí có những người khi đi ra đường là mang cái miếng vải mùng mỏng để hy vọng là có thể cản bớt cái sự lây lan của cái con vi trùng của cái trận đại dịch đó. Và lúc đó, đó thì vì cuộc chiến tranh đệ nhất thi chiến vẫn còn, tháng 11 mới chấm dứt tháng 11 năm 18 mới chấm dứt mà đại dịch xảy ra tháng 5. Cho nên tại nước Mỹ đã cổ suý một cái khẩu hiệu mang khẩu trang là yêu nước. Y như Tổng thống Trump cách đây chừng hai tuần lễ ông bảo là mang khẩu trang là yêu nước. Và ông là người một trong những người yêu nước nhất của nước Mỹ bởi vì ông mang khẩu trang. Thì thưa quý vị, à, cái khẩu hiệu đó nó có tác dụng rất lớn trong suốt cái giai đoạn từ tháng 5 cho tới tháng 11. Tức là kéo dài 6 tháng lúc chiến tranh vẫn còn. Nhưng mà khi chiến tranh bắt đầu có dấu hiệu là chấm dứt và chuẩn bị một cái thỏa thuận để cho các phe lâm chiến tiến tới một cái bản hòa ước hòa bình. Thì thưa quý vị, người dân Mỹ bắt đầu lơ là chuyện mang khẩu trang. Và lúc đó có những cái luật gắt gao đến như thế này. Cảnh sát là một, thị trường cái thành phố là hai. Mà không mang khẩu trang thì cảnh sát bị phạt 50 Mỹ Kim, còn thị trường bị phạt 50 Mỹ Kim. Thì cái khẩu hiệu lúc đầu yêu nước là mang khẩu trang rất có tác dụng nhưng mà chiến tranh bắt đầu tàn lụi thì cái khẩu hiệu đó cũng không còn tác dụng nữa. Bằng chứng là có những cái nhóm nhà thờ tin lành họ phản đối cái chuyện mang khẩu trang. Có một số những cá nhân thì họ nói rằng mang khẩu trang xâm phạm vào cái quyền tự do của họ. Y hệt như bây giờ thôi, năm 2020, nước Mỹ có nhiều người bảo nếu mà bắt chúng tôi mang khẩu trang tức là ý muốn kiểm soát ngay cả quần áo lót của chúng tôi cũng phải mặc như thế nào à? Không, chúng tôi không làm như thế thì cái thời 1918 đã có một cái tổ chức tên là Board of supervisor đã thành lập một cái liên đoàn gọi là Anti-Mask League tức là liên đoàn chống mang khẩu trang mà họ có tới 2.000 thành viên lận. họ đi khắp nơi họ giao giảng cái chuyện không nhất thiết mang khẩu trang tức là cái xã hội Mỹ ngày hôm nay năm 2020 chúng ta chứng kiến cái cảnh mà không mang khẩu trang xảy ra những chuyện mà đánh nhau trong những cửa hàng đánh nhau trong những cái chỗ buôn bán vân vân và thậm chí xề xói vào mặt nhau mặt sát nhau vì người mang khẩu trang người không mang khẩu trang đó. thì cái năm 1918 cũng đã xảy ra như thế rồi bây giờ chúng ta mới nói về năm 2020 cái bài học của năm 1918 là theo như giáo sư Mary Battenfield cho biết Sở dĩ mà trường học mở cửa được một cách tốt đẹp bởi vì có một cái sự cộng tác toàn diện giữa chính phủ trung ương, các chính quyền tiểu bang, các chính quyền quận hạt với ngành y tế, với ngành cảnh sát, với những tổ chức đại diện cho những sắc dân da màu, với những thành phần khác nhau trong xã hội. Và họ chuẩn bị từng bước một mở cửa trung học trước rồi mở cửa tới tiểu học và tới mẫu giáo. Và trong giai đoạn mà nhà trường còn đóng cửa thì tại St. Louis, Missouri chẳng hạn như tôi nói lúc nãy đó là họ cảnh sát thì đi học về lái xe cứu thương à, thầy cô giáo đi học về cái cách chữa thương ở trong bệnh viện vân vân thì cái năm 2020 đây là cái bản tin tôi vừa mới đọc được rất nhiều thầy cô giáo tại nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ trong ngày hôm qua đã xuống đường tại New York City chẳng hạn họ đã xuống đường tại khu vực Lower Manhattan và họ mang theo cái gì họ mang theo máy chém này họ mang theo những cái quan tài gỗ giả Ờ, họ mang theo những cái đầu lâu giả để họ cho thấy rằng nếu mở cửa trường trong giai đoạn tháng 9 sắp tới mà không có sự chuẩn bị sẵn sàng đó thì nó như cái máy chém trên đầu dân và người ta chuẩn bị những cố quan tài để cho người ta có thể chết và nằm trong đó và những người chết sẽ trở thành những đầu lâu đó là cái khẩu hiệu của 200 thầy cô giáo đã biểu tình tại Lower Manhattan nhằm chống lại cái quyết định của ông thị trường New York City là ông Bill de Blasio bởi vì ông muốn rằng mở cửa toàn diện vào tháng 9. Trong những đoàn người biểu tình đó ở nhiều thành phố khác nữa chứ không phải riêng ở New York City, họ nói như thế này. Họ bảo rằng học sinh vào trong trường học đó, thì thầy cô giáo không thể nào chú tâm 100% vào cái việc giảng dạy cho học trò được. Bởi vì phân tâm ra phải chú ý tới cái việc bảo vệ sức khỏe và an toàn cho học sinh. Vì nếu không làm chuyện đó, mà nếu xảy ra một chuyện gì đó, dẫn tới tử vong cho thầy cô giáo, cho nhân viên làm việc trong trường hoặc cho học trò đó, thì đó là cái trách nhiệm của những người đang đi dạy học bây giờ. Và họ kịch lịch, lịch phản đối cái chuyện mà mở cửa trường không có biện pháp nào từng bước một cụ thể cả. Thì ngày hôm qua, thưa quý khán giả, Tổng thống Donald Trump nói rằng Cases up because of big testing. Much of our country is doing very well. Open schools. Chúng tôi tạm dịch là những cái vụ thử nghiệm mà cho thấy rằng số người bị lây nhiễm lên, lên cao đó. Bởi vì cái hệ thống thử nghiệm của nước Mỹ lớn quá, toàn hảo quá. Và hầu hết các phần của 50 tiểu bang đó rất là very well, tức là rất là tốt đẹp open the school. Ông kêu gọi mở cửa trường. Đó là cái text vào buổi sáng ngày hôm qua. Buổi chiều tối ngày hôm qua vào lúc 11 giờ đêm giờ Washington DC, Tổng thống Donald Trump gửi ra một cái tweet như thế này, vòn vẹn có ba chữ thôi, open the schools, tức là mở các trường lại. Thì thưa quý khán giả, bác sĩ Anthony Fauci là người cầm đầu cái viện nghiên cứu dịch tễ của nước Mỹ đó. Ông cũng thỏa thuận cái chuyện rằng nên mở cửa trường trở lại, bởi vì ông nói rằng nếu mà cứ tiếp tục đóng cửa nó sẽ ảnh hưởng một cách nặng nề về mặt tâm lý của học sinh, khi mà học sinh phải ở nhà một tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và bị bí bức không gặp được bạn bè, không gặp được thầy cô, không nghe được tiếng cười nói với, của nhau, không hưởng được không khí của cái ngày từ trường vân vân. Tuy nhiên, ông bác sĩ uh, Anthony Fauci có nhấn mạnh rằng cái việc mở cửa trường sẽ sẽ là quyết định không khôn ngoan nếu như nếu như những cái trường nó rơi vào trong những khu vực mà giờ phút này là cái số ca lây nhiễm coronavirus tăng cao ông nói rõ nhé ông ủng hộ chuyện mở cửa trường nhưng tại những khu vực mà đang lây nhiễm cao đó thì ông bảo rằng sẽ không khôn ngoan thế nào cả nếu quyết định mở cửa trường đó và thưa quý vị bà bác sĩ Deborah Burke, cũng là trong ủy ban chống đại dịch Covid của tòa bang Úc, thì sáng hôm qua khi trả lời báo chí bà nói rằng nước Mỹ đang trong một cái giai đoạn 2 của đại dịch Covid và cái sự lây lan nó đang ảnh hưởng những cái khu vực nông thôn và thành thị của người dân và bà khuyến cáo là phải triệt để giãn cách xã hội đeo khẩu trang rửa tay thường xuyên và nếu cần thì mang cả khẩu trang ở trong nhà nếu trong nhà mình có những người lớn tuổi mà có thể bị nguy cơ trước đại dịch Covid-19 này đọc tất cả những tin tức đó và so sánh với cái thời đại dịch năm 1918 thì chúng ta cá nhân tôi thấy được có những điều sau đây cái điều thứ nhất là đại dịch 1918 thì có một cái sự hợp tác rất chặt chẽ và thống nhất giữa chính phủ trung ương của tổng thống Wilson và cấp địa phương các tiểu bang cho tới các học khu ngành cảnh sát ngành cứu hỏa ngành y tá các cộng đồng đại diện các sắc tộc uh, thiểu số da màu vân vân còn hiện nay tại nước Mỹ, đó, thú thật rằng khi mà nghe Tổng thống Donald Trump nói rằng uh, Country is doing very well, much of our country, tức là một phần rất lớn của Hiệp Trung quốc Hoa Kỳ hiện nay đang rất là tốt đẹp đối phó với cái đại dịch này. Và Tổng thống Trump còn phủ nhận cái số người chết mỗi ngày 1.000 người trong thời gian mấy tuần lễ vừa qua nói chung là tại Florida, tại California, tại New Jersey, tại Wisconsin. Và Tổng thống Trump cũng nói luôn là cái chuyện mà một ngày mà cứ báo cáo là 56.000 người bị nhiễm bệnh đó là không có đúng. Phải không? Bà bác sĩ Deborah Birch thì nói một đằng là đại dịch đang giai đoạn 2. Ông Anthony Fauci thì nói đi nói lại phải cẩn thận lắm bởi vì nếu không vào tháng mùa thu sắp tới đây đó nếu mà bắt đầu nó vào cái mùa cúm bình thường hàng năm mà cái con coronavirus 19 này nó nhập với cái flu thường kỳ đó thì nó nguy hiểm lắm và có thể là second wave là một cái đợt đại dịch thứ hai một số các viên chức hiện nay đang làm việc tại CDC tức là trung tâm kiểm dịch của chính phủ Mỹ, kiểm soát bệnh dịch của chính phủ Mỹ và những viên chức từng là giám đốc của CDC còn cảnh cáo rằng nếu mà không có những biện pháp ngăn chặn và mọi người không diệt để 95% thậm chí như là bà bác sĩ Deborah Birch nói đó, 100% dân Mỹ mang khẩu trang đó thì cái số tử vong từ giờ cho tới tháng riêng năm 2021 có thể lên tới 300 000 người. Có những cái tiền đoán là 122 000 người. Vân vân. Thì thấy đại dịch 1918 có một cái sự thống nhất của giới lãnh đạo và có trách nhiệm từ nước Mỹ. Đại dịch năm 2020, tất cả mọi người nỗ lực. Nhưng mà tôi có cảm tưởng rằng không có một cái thống nhất gì hết giữa những chuyên gia về y tế như bác, đốc, bác, Dr. Đốc Anthony Fauci, Dr. Deborah Burks và Tổng thống Donald Trump chẳng hạn, ủy ban của Tổng thống Trump. Mỗi một người, mỗi một khía cạnh nói khiến cho dân dũng hoang mang. Cho tới 11 giờ đêm hôm qua, Tổng thống Trump vẫn gửi được một cái tweet Open the Schools. Trong khi đó thì chiều ngày hôm qua tính theo giờ địa phương tại New York, 200 giáo sư học sinh xuống đường à, trên xin lỗi thầy cô xuống đường mang quan tài, mang máy chém mang đầu lâu để phản đối cái 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 chuyện mở cửa đó nó có một cái điều gì đó nó không thống nhất tại nước Mỹ của cái năm 2020. Thành ra có lẽ là chúng ta phải cầu mong là nước Mỹ giờ phút này đang cần một cái sự thống nhất, một tiếng nói, một chính sách của những người có trách nhiệm, những người có trách nhiệm về lĩnh vực chính trị, lãnh đạo nước Mỹ như Tổng thống Donald Trump và những người có trách nhiệm về lĩnh vực y tế như bác sĩ Anthony Fauci, như bác sĩ Deborah Birx. Còn nếu không đó, thì mai sau này Uh, chúng ta sẽ thấy rằng có những học khu đóng cửa có những học khu mở cửa và không có một cái gì nó thống nhất để cho chúng ta là người dân sống ở nước Mỹ này cảm thấy an tâm là Hoa, Hoa Kỳ là một đất nước vĩ đại và Hoa Kỳ hơn hẳn tất cả mọi quốc gia khác trong mọi lĩnh vực kể cả lĩnh vực đẩy lùi cái đại dịch Covid-19. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong mục điểm tin sáng ngày mai.